Thương quá à. Mang vào luôn. Rồi, đã hết giờ tắm nắng rồi, đi vô, khách đang đợi kìa. Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau khi cafe đăng tải clip các bé mèo được tắm nắng buổi sáng ở ngoài sân vận động ở phía sau của Aeon Mall, thì có rất là nhiều bạn nhắn tin gọi điện cũng muốn hỏi và chia sẻ về cái cách vận chuyển mèo như thế nào mà bên mình có thể là chuyển thậm chí là vài chục bé, 20-30 bé từ ở trong quán ra ngoài sân như vậy. Bữa nay là cái clip này mình chia sẻ luôn hình ảnh thực tế bên mình vận chuyển như thế nào nha các bạn nhé. Thì truyền thống thì bên mình vẫn có những cái lồng vận chuyển như vậy. Thì cái lồng này đang bằng nhựa nè. Đó, khi các bạn cho vào nhớ cẩn thận coi chừng chặt cái đuôi nha. Khóa cửa chuồng lại chắn. Coi chừng các bé sẽ nhảy ra trong quá trình vận chuyển. Rồi, mang ra tới ngoài. Cách thứ hai á thì là bên mình cũng có giỏ vận chuyển như vậy. Cái giỏ đó là cái giỏ đi siêu thị đó các bạn. Đó, cái giỏ siêu thị này rất là hữu hiệu không? Cho vào rất là dễ. Cô gái đi hái mèo cho vào giỏ. Đối với những bé nhỏ thì tụi mình có thể cho hai bé vào vận chuyển luôn cũng được. Đây nè, hai bé này mình cũng cho vào trong một giỏ. Một lần đi được hai bé rồi. Thương quá à. Mang vào luôn. Cái khoảng thời gian này là các bé rất là thích nè. Đây, ví dụ như bé này thì có thể để luôn trên vai mà vận chuyển đi vào. Đó, bé này thì như một em bé vậy đó. Các bạn phải đỡ ở dưới người cho bé nhé. Có gỗ nó mới nằm yên vậy, còn không phải chỉ ngoài. Ok.